Đầu tiên thì chúng tôi cũng xin có đôi lời giải thích về các cái loại túi. Thì có thể người ta phân ra làm hai cái loại túi. Cái túi thứ nhất là cái túi giãn da tạm thời, thì có một cái vỏ silicone và người ta bơm cái dịch huyết thanh vào trong cái túi qua một cái buồng truyền để mà bơm căng lên và đạt được cái thể tích mà mình mong muốn trước khi đặt cái túi vĩnh viễn. Thì cái túi tạm thời thì nó sẽ có một cái thời hạn nhất định mà phải tháo ra. Nếu mà không tháo ra ấy, thì các cái chất liệu nó bị giáng hóa và có thể gây thoát cái dịch huyết thanh ra cái khoang đặt túi. Thì khi đó thì cái kích cỡ của cái túi nó sẽ xẹp xuống. Thế còn cái túi đặt lâu dài, tức là túi silicone ấy, thì nó sẽ không bị teo. Đấy, theo như cách hiểu của bạn thì sẽ không bị teo. Thế nhưng mà tuy nhiên thì trong quá trình mà bệnh nhân đặt túi sau điều trị ấy, thì có thể có hiện tượng cái bao sơ nó co rút. Và đặc biệt là với những chị em phụ nữ mà sau mổ có tia xạ thì cái hiện tượng co rút bao sơ nó sẽ nặng nề hơn. Thế và khi mà cái bao sơ nó co rút thì chúng ta có cảm giác ấy là cái vùng đặt túi nó sẽ co rúm lại. Đấy. Và cái thể tích nó sẽ nhỏ hơn lúc ban đầu đặt rất nhiều. Đấy, tuy nhiên thì vì là cái chất liệu túi người ta làm nó rất là bền, đấy, cho nên là bản thân cái túi nó sẽ không bị teo nhỏ đi, mặc dù là cái thời hạn sử dụng của túi cũng rất là cao, khoảng 10-15 năm. Thì cái đấy là bạn có thể yên tâm. Thế còn nếu mà trong trường hợp cái bao sơ nó co rút nhiều quá mà nó gây ảnh hưởng nặng nề đến cái thẩm mỹ thì có thể đến với bệnh viện và chúng tôi sẽ khám, tư vấn và đưa ra cái phương án xử lý phù hợp cho bạn. Thế còn cái vấn đề về thứ hai mà bạn muốn hỏi là các cái biến chứng khác, thì ở đây bạn cũng rất lo lắng những chuyện là theo dõi cái bệnh ung thư nó có tái phát hay không sau điều trị. Thì đặc biệt là trong cái khoảng thời gian 2 năm thì cái lo lắng của bạn cũng rất là chính đáng. Và đối với bạn thì trong cái thời gian này thì chúng ta cũng vẫn cần phải tuân thủ các cái hướng dẫn của bác sĩ về cái thời gian theo dõi định kỳ cũng như là làm các cái xét nghiệm chiếu chụp và thăm khám lâm sàng để mà giám sát cái bệnh cho nó tốt. Nếu mà bệnh có xuất hiện tái phát thì chúng ta sẽ phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Thì ở đây có một cái khía cạnh đáng lưu ý là với những bệnh nhân mà ung thư mà đã đặt túi thì cái quá trình mà theo dõi nó sẽ đòi hỏi nhiều các cái kiến thức cũng như các kỹ năng chuyên môn hơn. Thế cho nên là bạn có thể đến bệnh viện ca khám để các bác sĩ chuyên khoa thăm khám kỹ cho bạn.